Phương Trần, chào Xuân Trang, chào Vũ Vân. Tắt đèn ngủ nha mọi người. Hôm nào cũng đêm mới trực tiếp. Các con nó ngủ hết rồi mọi người ơi. À, cho vào quân đội nhân dân Việt Nam ngủ hết rồi. Hôm nay mẹ cháu không nói chuyện ở đâu, mỏi mệt rồi, gan cổ rồi, ngày nào cũng nói. Ngày nào cũng livestream nói giống bà Hằng. Mẹ cháu mệt rồi. Mẹ cháu cái này có nhìn thấy không ta? Không nhìn thấy. Nói chuyện liên thuyên trái đất, chả biết nói chuyện gì, ngày nào cũng nói. Bây giờ mẹ cháu tắt đèn cho bọn nó ngủ, không cứ trực tiếp đêm người ta chửi á. Người ta nói ngày không trực tiếp, đêm để cho các cháu ngủ, đêm có bật đèn sáng trưng rồi trực tiếp nói lảm nhảm, mất các cháu mất ngủ. Mà sao mọi người thức khuya vậy cả nhà ơi? Chào cả nhà. Bây giờ là 12 giờ, sao cả nhà vẫn chưa ngủ à? Mẹ cháu thức suốt đêm mà sáng mai mẹ cháu mới ngủ. Mẹ nha, chúc cả nhà ngủ ngon. Mẹ cháu tắt đây, tắt đèn cho bọn trẻ con nó ngủ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.